Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nước khoa của tôi thì cũng tốt bệnh vì bệnh ủ tuyến vú từ tháng 4 năm 2022 hình như. Ngày đó hai bên nên là đi khám đấy, không có tên ở lại điều trị, mình về vay uống thuốc bắc hơn năm rồi. Khi có thể mẹ bệnh mà mẹ có bệnh con cảm thấy rất buồn vì nhà mình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mỗi cô con đến hiện tại có một trời thanh một trung viên thì số đi dạy học kiếm nhiều tiền để nuôi cho mẹ và em. Con tên là Nguyễn Thị Thảo, năm nay con 14 tuổi, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Mỹ Thanh. Con đang sống với mẹ và em, năm nay em con 11 tuổi. Chồng tôi mất lâu lắm, khi nào bé lợn 14 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi, một mình tôi là cho hai đứa. Khi ba mất thì mẹ làm lòng vất vả nuôi con. Khi thấy mẹ vất vả, lòng con cảm thấy nó thật cho mẹ, vì mình còn nhỏ chứ mà kia cho mẹ cả. Công việc chỉ là làm ruộng thôi, ngoài thời gian rảnh rồi đi làm thuê, ai thuê việc gì làm việc đó. Sức khỏe của tôi thì cũng tốt bệnh vì bệnh ú tuyến vú từ tháng 4 năm 2022 hình như. Ngày đó hai bên nên là đi khám đấy, không có tên ở lại điều trị, mình về vay uống thuốc bắc hơn năm rồi. Các bé nhà cũng giúp đỡ cho mẹ được nhiều việc. Rồi nấu cảm cho lợn ăn nên là cắt cỏ cho bò đi, giặt giũ, nấu ăn hàng ngày. Các bé học tập thì cũng được. Khi mà từ lớp 1 cho đến lớp 9, như là lớp 9 khi mà không được học thính giỏi xuất sắc ạ. Bởi vì mình gia đình hoàn cảnh mà hai con học hành nên là tôi cũng tự hào. Khi có thể mẹ bệnh mà mẹ có bệnh con cảm thấy rất buồn vì nhà mình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mỗi cô con đến hiện tại có một trời thành một trung viên thì số đi dạy học kiếm nhiều tiền để nuôi cho mẹ và em. Bây giờ nhà căn nhà của tôi bây giờ là dột nát hết. Trời mưa nước chảy khắp nơi, nhưng khi ngủ quấy này mưa ướt hết nữa. Tôi phải cố gắng sống này mà cho hai con là có cái chỗ dựa. Con ước mơ của con thì đi đại học, mà mẹ thì lỡ là không biết cái sức khỏe mẹ là răng. Con nói mà con trước giờ chứ nói mẹ là con yêu mẹ, cứ ngày con chưa xin nói. Con cứ nói mà học hành nhưng mà cứ đồng hành, luôn đồng hành với sát cạnh bên hai con. Rồi hai con cứ cố gắng, mẹ khổ mãi mẹ không chịu được. Chị ơi, chị bệnh như vậy thì chị làm công việc gì để có tiền để lo cho gia đình hả chị? Làm ruộng, ngoài thời gian rảnh ai thuê gì thì đi làm việc đó. Chị bệnh như vậy thì thuê, cái sức khỏe đâu chị làm thuê nữa. Thì cứ phải cố gắng. Cố gắng, một ngày chị làm thuê được bao nhiêu? Một ngày được 250.000. 250.000. Làm ngày có ngày không. Rồi gia đình bên ngoại bên nội có ai giúp đỡ hỗ trợ gì không? Nội không ạ, nội tức là khi anh em mất như nội không cho ở bên nội. Mẹ con đi bên ngoài. Rồi bây giờ chị ở đâu? Ở nhà ông bà ngoại. Ở chung với bà ngoại hả? Ông bà ngoại mất lâu rồi. Mất lâu rồi. Hiền ơi, mỗi lần con thấy mẹ khóc như vậy thì Con nói gì với mẹ của mình nè? Dạ, con nói là mẹ đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ ổn thôi. Con có hay tâm sự với mẹ không Thảo? Như có. Nếu con nói mẹ nó, mẹ đưa lời này cho con quán quá, nhưng con lợn rồi. Con có thấy bao giờ mẹ nhịn ăn để nhường cho tụi con ăn chưa? Nhịn nhiều lần rồi. Ai da. Hồi nãy Vân Anh nghe chị chia sẻ một câu mà Vân Anh thật sự rất là xúc động, bởi vì chính cái câu đó là Vân Anh cũng thường tự nói với lòng mình, cũng đã từng chia sẻ với các con. Đó là các con cứ cố gắng lên, khổ bao nhiêu á mẹ sẽ chịu đựng được hết, chỉ cần là các con được bình an. Hôm nay đến với chương trình đó anh Linh, Vân Anh thấy một cái điều rất là đặc biệt, tức là ba gia đình chúng ta đều là ba người phụ nữ trụ cột của gia đình. Vân Anh rất nể các chị phụ nữ trụ cột gia đình của chúng ta. Cho dù cái hoàn cảnh đang rất khó khăn, thực sự rất khó khăn luôn, nhưng mà các chị vẫn mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay và vẫn vì các con để mà sống tiếp. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã cho Vân Anh thêm động lực. Và hôm nay đến đây Vân Anh sẽ quyết tâm là bằng với cái tinh thần rất lớn của mình và sức khỏe nhỏ bé của mình, để làm sao hỗ trợ được cho các gia đình của mình có được những cái chiến thắng tốt nhất. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.